Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại dọc quốc lộ 1A thuộc địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Khi mà đi trên đường thì Nhân có bắt gặp một hình ảnh rất là quen thuộc, rất là giống với lại Vô Minh, người mà mình đã gặp cách đây vài tháng về trước vào ban đêm. Nếu mà cả nhà có xem video thì sẽ nhớ Vô Minh nói rằng là Vô Minh gặp một số sự cố về những cái điều trong cuộc sống, cho nên là quyết định là đi bộ như vậy á, để tịnh tâm rồi buông bỏ những cái điều không tốt trong cuộc sống. Thì hôm nay đi thì Nhân gặp lại là đang di chuyển trên con đường, mà đặc biệt rằng là bây giờ trời đang mưa nữa, thì không biết có phải Vô Minh hay không cả nhà. À đúng đúng, Vô Minh rồi. Chào Vô Minh. Sao nay đi bộ lại rồi Vô Minh? Dạ sao không vào chỗ nào không có mưa? Không mưa hả? Dạ vô trong nghĩa địa. Đây đây, có chỗ này không mưa, hay là mình xin vô đây mình dạ, dừng chân chút được không? Dạ được. À vậy mời Vô Minh vô đây đi ha. Dạ. Chắc có lẽ không sao đâu, xin người ta tái túc một xíu. Rồi coi có ai ở nhà không, xin tính lên vô trong nghĩa địa. Nghĩa địa hả? Dạ. À thì, bữa giờ cũng ở trong nghĩa địa thôi chứ mưa mà. À vậy thôi mình băng qua nghĩa địa cũng được. Vô nghĩa địa. Đây đây, mình đi hướng này cũng được nè. Thôi thì chắc có lẽ cũng trời mưa gió à, xin các cụ ở đây cho tá túc mà vài phút trò chuyện với Vô Minh nha cả nhà. Bởi vì thật sự cũng rất là thật sự tình cờ luôn á. Dạ. Không nghĩ là đi là lại gặp Vô Minh trong cái thời điểm này á. Dạ. À Vô Minh ngồi kiết già được rồi hả? Dạ. À giỏi quá. Vậy thì Vô Minh đi như thế này thì được mấy tháng rồi Vô Minh? Dạ cũng mới thôi, mới đi lại. Mới đi lại hả? Dạ. Vì sao mà khoảng thời gian trước mình đi một thời gian rồi mình lại dừng? Dạ tại lúc mình đi tới, con đi tới Phú Yên á, thì ba mẹ gọi điện về kêu về chữa cái lưng đi rồi đi. Về chữa cái lưng hả? Dạ, cái lưng, nhưng mà bây giờ chắc chữa không được á. Ủa? Tại vì giờ nó giới hạn nó như vậy rồi, không có chữa cấp máy cũng không được nữa, tại đi nhiều bệnh viện trong Sài Gòn ấy, mà không chữa được nó bị xì tủy. Bị xì tủy hả? Dạ đúng rồi. Dạ, nếu mà mổ thì dễ bị liệt đó, nên thôi kệ để vậy luôn. Sao nghe cái căn bệnh lần đầu tiên mình nghe luôn á, xì tủy. Dạ. Tại vì hồi trước là con bị tai nạn xe mà 10 năm sau mới chữa. Ồ, bị tai nạn xe hả? Tới 10 năm sau mới chữa. Dạ, cho nên giờ nó xì tỉ nên không chữa được. Dạ. Dạ, cứ để vậy thôi, mình ngồi thiền từ từ nó hết. Mình ngồi thiền dạ, từ từ nó đỡ. Ý là Nhân có nghe một số khán giả với lại rất là nhiều người đã từng ngồi kiết già, và họ nói rằng mình nên để cái chân trái nằm ở dưới. Dạ. Bởi vì là mình sẽ đè cái mặt trái xuống. Đúng rồi. Giống như kiểu là mình những cái gì sai sai á mình đè nó xuống. Đúng rồi. À mình nhận những cái đúng. Đúng rồi. Vậy thì cái việc mà để cái chân phải là như thế này nó dễ dàng hơn hay là như thế nào mà lại Vô Minh lại để cái chân phải lên? Dạ thưa anh Nhân, là tại vì để chân đúng là để chân trái ở dưới dễ hơn. Nhưng mà tại vì hồi trước á bị đứt gân chân. Ủa thế à? Nên giờ bỏ chân trái xuống dưới không được. Đức người ta nối lại nó còn ngắn lại, nhưng bây giờ đâu có bẻ được. Hôm nay thì bẻ được bình thường đúng không? Ồ. Này bẻ không được. Tới là đây. Hồi xưa là bị tai nạn là cái gân đó nó bị đứt luôn. Đứt luôn. À thôi, cái việc mà khi mà chúng ta ngồi được kiết già thì bây giờ chân nào nó cũng không quan trọng nữa, quan trọng là cái tâm của mình thôi ha. Dạ đúng rồi. Vậy thì trong suốt vài tháng vừa qua khi mà Vô Minh đi bộ này, rèn luyện kiết già này. Dạ. Rồi thấy bây giờ cái lưng của mình nó như thế nào? Dạ, trước kia thì mới đây á thì cũng về anh có cái anh y sĩ kia anh chữa, nhưng mà anh chữa cũng không làm được. Cho bây giờ không còn cách nào, bây giờ tự mình tìm cách là thì chỉ còn cách ngồi thiền. Nó đỡ được khoảng 50. Chỉ có một khoảng thời gian là ở Đồng Nai á. Dạ. Là Vô Minh ngồi thiền ở trong cây cao su á. Thì lúc đó, nhưng mà Vô Minh dám chắc đó là sơ thiền. Tại vì khi ngồi chú tâm vào hơi thở của mình á, là lúc đó mình cảm nhận cái hơi thở mình ngắn lắm. Lúc đó cảm giác mất thân, mất từ trên cổ xuống, tức là người mình từ trên cổ xuống là không có cảm giác
đau đớn ngứa gì hết, tức là mất cái thân luôn, chỉ còn phần tâm ở trên đỉnh đầu. Nhưng mà có lẽ là không biết xuê hơn, mà đang ngồi như vậy có cái cây cao su nó khô, nó bị mục, nó bị rớt xuống ở sau lưng, cũng hên là không trúng mình, nếu trúng là chết. Cái xong mình bật chạy cái rồi mất luôn, tới giờ không vào lại được, mất cái cảm giác đó luôn. Dạ, mất cái sơ thiền đó. À, cũng đang cố gắng. Vậy là trong lúc mà quá trình mình thiền á, thì dường như rằng là cái phần thân ở dưới của mình á, nó không có còn mình không có còn cảm giác rằng là đang tồn tại nữa. Dạ đúng rồi, chỉ có còn cái ý thức ở trên này là nhận biết được thôi. Dạ đúng rồi. À, vậy mình ráng, nếu mà cố gắng tập như vậy được rồi, mình có thể ngồi ngoài mưa được. Tại ở ngoài mưa mình cũng thử tập mấy lần chưa vượt qua được. Nếu vượt qua được thì mình tự tại với cuộc sống. Mình không có phải đi kiếm nghĩa địa nữa. Còn bình thường thì đúng là phải, hồi trước á, vô mình đi cũng không có kiếm nghĩa địa, nhưng mà sau ở ngoài nó ồn lắm. Có được một cái lần có cơ duyên là ở trên EK, cái quý thí chủ thấy con đi ngang qua, xong rồi họ mời vô xong ở trong nghĩa địa một ngày đó, mình mới thấy ở nghĩa địa nó có cái hay. Xong rồi từ đó xuống đây là cứ ở nghĩa địa không à. À, với lại trời mưa chưa vượt qua được. Ở ngoài mưa mà ngồi từ tối tới sáng được thì cũng không nhất thiết phải tìm nghĩa địa. Vậy là bây giờ là vào cái thời tiết như thế này thì mình không còn cách nào khác là mình phải tá túc ở trong những cái khu mà nghĩa trang. Dạ đúng rồi. À, mồ mả đó. Dạ. Chứ đâu thế nào mà mình ở trước khi nhà người ta được. Ở thì dạ, được, nhưng mà ồn lắm, không ngồi thiền. Dạ. Như nghĩa địa này tính ra vẫn còn gần, chút nó phải đi vô sâu trong kia. À, để cho cái âm thanh nó không còn nhiều nữa. Đúng rồi. Thậm chí có khi là xin giấy của mọi người đó, nhét lỗ tai lại. Mình bịt lại hả? Dạ, bịt lại. Thì nó mới ngồi mới dễ. Dạ. Không là nó nhức đầu lắm. À. Vậy là khi mà mình về nhà thì là do là ở nhà gọi điện cho mình về để điều trị bệnh. Dạ. Nhưng mà về cuối cùng đi cũng không có tác dụng gì. Dạ đúng rồi. Dạ. Đi nhiều bệnh viện trong Sài Gòn mà cũng thấy không khả thi, nguy hiểm nữa. Lỡ bị liệt là không biết sau này sao. À, khi mà mình liệt như vậy rồi thì mình cũng không có thể nào mà mình tiếp tục tu. Dạ, theo cái cách của mình như thế này. Dạ chắc chắn rồi. À. Nhưng mà khi mà với cái bệnh tình mà nó nặng như vậy á, mình di chuyển mỗi ngày rất là xa như vậy. Dạ. Thì cái cảm giác cái lưng nó như thế nào? Cảm giác cái lưng nó vẫn đau nhưng mà nó đỡ hơn xưa kia. Rồi trước kia đau dữ lắm. Dạ. Dạ, giờ đỡ nhiều, đỡ hơn 50 rồi. Năm cũng có thể ngồi thiền lâu được, ngồi được 2-3 tiếng. Nếu mà cố gắng buổi tối có thể là ngồi được 4-5 tiếng. Sáng giờ là vô mình dùng bữa chưa? Dạ dùng rồi. Mà tính ra là mình đi như thế này thì cũng có nhiều người giúp đỡ ha. Dạ đúng rồi. Cũng thương anh Nhân là từ cái lúc mà anh Nhân quay đó, mọi người biết, mọi người thì họ mọi người tinh thí là thương. Chưa xin là họ đã cho rồi. Nên giờ quý tính thế à, họ cũng biết này, người tu hành ăn chay đó, họ chủ yếu họ cho đồ chay mình ăn dùng. Vô mình đi suốt trong mấy tháng qua rồi, cái việc mà sinh hoạt cá nhân như là tắm rửa rồi đó, rồi mình có khó khăn không? Dạ thưa anh Nhân, là cái vấn đề đó ban đầu thì cũng khó, nhưng mà dần dần mình ở như 5-7 ngày mình không tắm mình chịu được rồi. Nếu mà đến lúc mà nếu mà nó bẩn quá dơ quá thì xin nước của quý tinh thí, nên người ta dễ lắm. Xin là mọi người họ cho tắm, thậm chí có nhiều quý tinh thí mời vô nhà tắm. Nhưng mà không, mình không có vô nhà được, chỉ có cái vòi ở phía trước á dùng được. Dạ. Dạ, tính ra là cái việc mà vào nhà một ai đó để mình tắm á, thì đó là cái lòng tốt của gia chủ, nhưng mà mình cũng phải đề phòng, bởi vì là lỡ khi mà mình vô á thì vô tình có những cái hiểu lầm gì đó. Đúng rồi. Nó không có lợi cho mình. Cho nên là mình không vô ha, mình ở ngoài thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Cái vấn đề nó nhiều vấn đề lắm. Ngoài cái vấn đề nó ra còn vấn đề của Phật dạy nữa. Mình vào trong đó lỡ mình gặp phụ nữ rất là nguy hiểm. Dạ. Yeah. Yeah. Phạm giới hả? Không phạm giới, nhưng dễ sanh tâm. À, dạ. Tâm mình khởi lên tâm xấu. Dạ đúng rồi. À. Chỉ trong kinh Đức Phật còn dạy các vị tỳ kheo là không được nhìn phụ nữ.
không được nói chuyện với phụ nữ. Nếu mà có nói chuyện với họ thì không được nói quá hai câu. Đó là dành cho những các vị đang tu tập. Còn người bình thường thì không sao. Dành cho những các vị tu tập cả nhà, có nghĩa rằng là hạn chế nói chuyện với người khác giới. Đến nhiều khi chúng ta, cái tâm chúng ta khởi lên những cái ý niệm xấu. Vậy thì cái việc mà vô minh đi rèn luyện sức khỏe và tự tu tập như thế này á, thì gia đình có tán thán cái việc này không? Dạ, cũng như trước chia sẻ với anh Nhân đó, gia đình thấy như thế này khó khổ quá, cũng không muốn cho, nhưng mà khuyên bảo ba mẹ mãi mới được. Dạ. Có lúc đang đi, ba mẹ lấy xe máy đuổi theo mấy chục cây số, xong rồi khuyên ba mẹ biết, rồi ba mẹ từ từ siêu lòng để mình tu tập. Chứ nếu cái sống mãi cuộc sống trước kia nguy hiểm lắm, tại vì mình biết rõ mà. Nếu cứ sống như vậy kiểu gì sau khi chết cũng bị tái sanh cảnh giới xấu ấy. Là do là mình tạo những cái điều xấu trong trong cái đời sống của mình trước kia đó. Dạ đúng rồi. Mình sợ là mình sẽ tái sanh lại. Dạ. Cuộc sống trước kia mình sống, mình bị cuốn theo cuộc sống của thế tục đó, của thế gian. Mình bị si mê, bị mê mờ trong đó. Mình không cưỡng lại được những cái dục vọng, những tham ái của cuộc đời. Những cái vô minh nó càng ngày càng lớn. Nên mình rất là sợ. Chính vì sợ mình mới đi. Đức Phật cũng dạy trong kinh là nên biết sợ, phải biết sợ cảnh giới xấu, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó. Nhưng mà có nhiều người họ tu tại gia cũng được mà, vì sao vô minh lại chọn như thế này? Hay là do mình đi để rèn luyện sức khỏe của mình luôn? Dạ, dạ đúng, anh thưa anh Nhân, thì trong kinh Phật thì cũng có rất nhiều vị họ tu tại gia, nhưng mà tùy cơ địa, tùy căn cơ, với hoàn cảnh của họ, tùy phước báo của họ. Còn mình phước báo mình ít á, mình tu tại gia không được. Mình cũng thử thực tập như vậy nhiều lần, nhưng mà tham sân si của con người mình, nhất là ái dục. Cái mình bây giờ mình muốn bỏ là cái ái dục, cái nặng nề nhất của thế gian. Mà Đức Phật gọi là nếu mà trên trong thế gian có một cái thứ hai ngang bằng với ái dục nam nữ đó, thì sẽ không có chư Phật ra đời, sẽ không có ai tu hành được. Chính bản thân mình cái đó nó cũng rất là mạnh, nhưng mà đi như thế này thì không có, nó không có đủ duyên để làm những chuyện như vậy. Tâm mình nó cũng không khởi nữa. Mình chỉ chuyên tâm học lời Phật dạy để mình tu tập đó. Lúc trước là thấy vô minh đi là vác theo cây chổi, mà đợt này sao không thấy cây chổi đâu? Dạ, dạ thưa anh, nhưng mà trước tại hay đi ngoài đường không à, không có vô nghĩa địa. Giờ ở trong nghĩa địa có những chỗ nó sạch sẵn à. Với lại có trong nghĩa địa đa số ở đâu cũng có chổi hết. Dạ. Vô trong nghĩa địa là mình không cần phải vác cây chổi nữa. Dạ đúng rồi. Có chổi mình thắp họ mấy cái nhang, xin họ ngủ một đêm rồi mình đi. Dạ. Yeah. Bữa nay mình quyết định là mình mang theo cây dù. Dạ, cây dù. Để che mưa à? Thì cũng không có để che mưa, chủ yếu là để vác cái bị đó thôi. À, chứ mưa thì cũng không dùng đó. Mình xỏ cái giỏ đồ vô. Dạ. Mình mang đi cho nó dễ. Dạ đúng rồi. Là do là sức khỏe mình nó cũng không có đảm bảo, cho nên mình không có xách một bên được. Đúng rồi. Là cái lưng nó yếu ha. Đúng rồi. À. Dạ. Tính ra là vô minh là đi là với cái mục đích là để rèn luyện cái lưng của mình, để cho nó hồi phục lại được bao nhiêu để nó hồi phục. Dạ. Chứ đi bao nhiêu bác sĩ thì người ta cũng bó tay rồi. Dạ. Là cái nguy cơ mà bị liệt là rất là cao luôn. Dạ đúng rồi. Ồ. Vậy là bây giờ hành trình của vô minh là cứ như vậy thôi. Dạ. Rồi hành trang của vô minh bây giờ còn sử dụng điện thoại nữa không? Dạ điện thoại thì vẫn còn dùng. À. Nhưng mà để nghe kinh thôi. Còn không có xài sim nữa. Tại cũng có một thời gian đó thì phát nguyện bố thí nội thí, nhưng mà có lẽ chắc không được, ở Việt Nam mình không cho phép. Với lại trong thời gian đó đa phần là mọi người gọi để thăm dò với để thử lòng không à, chứ còn không có người thật sự cần. Cho nên với lại sim để lâu nó cũng tự khóa, không nạp tiền nó cũng tự khóa. Có nghĩa là vô minh đang chia sẻ về cái việc mà lúc trước mà mình muốn hiến nội tạng đó. Dạ. À, nhưng mà bây giờ hiện tại là người ta chưa cho phép hả? Họ không cho phép. Dạ, bên ngành y và pháp luật họ không cho phép khi còn sống như thế này mình hiến, họ không cho. À đúng rồi. Dạ. Bởi vì rằng là một người khi
muốn hiến cái nội tạng của mình với điều kiện rằng là cái não không hoạt động. Dạ đúng rồi. Bây giờ nếu mà não chúng ta vẫn đang hoạt động bình thường thì chắc chắn rằng là cái điều đó là không cho phép rồi. Dạ. Nó mang tính nhân đạo. Dạ đúng rồi. Cho dù mình có quyết tâm như thế nào chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ mà lấy một cái nội tạng mà một người mà đang còn ý thức hết á. Dạ. Cho nên là mình có thể là mình sau này á mình hiến lại sau khi mình để một cái tờ giấy á. Dạ, sau có. Khi mình qua đời. Dạ có thưa anh nhân là lúc mà đi chữa lưng á thì cũng có làm giấy hiến xác cho bệnh viện Chợ Rẫy, làm đầy đủ hết rồi. À. Nhưng mà mình ngại là khi mình đi như thế này mình chết dọc đường hay chết ở đâu đó người ta đâu biết đâu mà mang mình tới bệnh viện. À. Dạ. Như mục đích mà mình hiến không phải là cái gì cao siêu hay là để nổi tiếng hay gì để làm gì hết á. Tại vì mình biết rằng không dễ gì mà thoát khỏi luân hồi. Cho nên mình hiến như vậy để đánh mạnh vào cái tâm thức trong cái tạng thức của mình á, để những kiếp sau nếu mà được làm người trở lại mình không có làm hại người, không có ăn thịt chúng sinh nữa. Dạ. Không làm hại chúng sinh. Tại vì cuộc đời này sống có mấy chục năm mà mình cũng sát sinh nhiều lắm rồi. Nếu mà giờ mà họ mà tới đòi mạng mình trả 100.000 mạng cho họ chưa xong nữa. Cho nên chỉ có cái mạng này mà để gửi cho mọi người thì nó không là gì hết so với những gì mình làm trước kia. Dạ. Dạ. Bởi vì mình mới có sự nguyện như vậy thôi, chứ cũng không có gì. Vậy là trước khi mà đi như thế này thì vô minh là từng làm công việc gì ta? Dạ trước cũng chia sẻ với anh Nhân đó, con thì con làm thợ điện, thợ cơ khí. À. Dạ. Sau này trong cuộc sống này cũng gặp nhiều đau khổ, rồi thấy cuộc sống của mọi người cũng nhiều đau khổ, nói chung là khổ, thấy khổ quá. Khổ không phải khổ ở thế gian không mà khổ sau khi chết nữa. Yeah. Khổ của những loài mà mình thấy, địa ngục ngạ quỷ thì mình chưa thấy bao giờ, nhưng mà mình thấy các loài súc sinh thôi khổ quá, mình thấy sợ. Mỗi lần đi như thế này gặp xe họ chở heo để họ đi giết mổ, mình thấy ớn lạnh trong người. Nên mình cố gắng mình tập tu hành. Chứ còn về việc tu hành như thế này thật ra mà nói thì nó vất vả rồi, ông nói là nó khó lắm, nó khó ở vấn đề là mà sự buông bỏ đó. Giờ mà nói một người bình thường mà tự nhiên buông bỏ hết mọi thứ đi như thế này rất nhiều lần buồn bã lắm. Nhưng mà mình vẫn cố gắng để mình thoát cái khổ. Vậy là cái thời gian đầu á là mình đi như thế này á thì mình cái tâm của mình còn lưu luyến rất là nhiều thứ. Dạ. Cho nên là có cái hiện tượng là buồn bã. Dạ. Rồi từ từ nó vượt qua. Dạ đúng rồi. Thưa anh Nhân thì nói về lưu luyến thì nó cũng không có lưu luyến mà khi mà mình bỏ hết mọi thứ, giống như trong cái căn nhà trống, cái căn nhà mình hồi trước giờ chứa nhiều đồ đó, giờ mình đem dọn bỏ hết, cái căn nhà nó tự nhiên trống quá, không có cái gì. Bây giờ mình bỏ hết mọi thứ mình đi cũng vậy, tự nhiên nó trống trải, mà cái con người trống trải nó sinh ra cái tâm hoang vu đó. Nó làm cho con người mình rỗng rang, không có cái gì hết, không có chỗ để bám nữa, không có chỗ để bám cái người mình đó. Nó mơ mơ hồ, giống như cái người mà lang thang giữa cuộc đời á, không có mục đích gì đó. Đó là cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Mà dần dần sau cố gắng, bây giờ cố gắng mình có thiền định. Tại vì trong kinh đó Đức Phật cũng dạy là các vị tỳ kheo là các ông phải có thiền định. Nếu các ông không có thiền định được, các ông sẽ dễ sanh nhàm chán, các ông sẽ bỏ các học pháp. Mà trong kinh Phật cũng nhiều lắm, các vị tỳ kheo tu trong núi chịu không nổi, bỏ về, nhưng mà được Đức Phật khuyến khích, xong các vị ấy mới tiếp tục tu, có thiền định rồi mới các vị ấy mới ở lại, tại vì chịu không nổi cái cảnh cô đơn á, cô tịch trong rừng. Không biết là vô minh có vấn đề gì về hô hấp không? Tại vì có bị xoang hay cái gì không? Dạ đúng rồi, thưa anh Nhân là bị xoang từ nhỏ. À bị. Dạ. Bị xoang hả? Dạ đúng rồi. Bị lúc mà mới sinh ba mẹ kể rồi. Yeah. Thì trời mưa gió ở Đắk Lắk á,
Người gió nhà bị dột á, không có thang nằm đó, nên là bị từ nhỏ, nhưng mà không sao, từ từ chắc nó cũng hết. Đi bộ như thế này từ từ nó đỡ hơn rồi. Trước nó ra đường nhiều lắm. Dạ. Lúc mà còn đi làm, giờ ít. Vậy là mình đi bộ như thế này thì bây giờ sức khỏe mình đã cải thiện một phần rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ hành trình của Vô Minh là tính sẽ di chuyển đến đâu? Dạ, giờ không có tính, cứ đi vậy thôi. Cứ đi gặp đường nào đi được đi. Vô Minh có nghĩ là một ngày nào đó là mình sẽ quay về nhà không? Dạ không. Thưa anh, nhưng là không nghĩ vô chuyện quay về nhà. Chính vì tâm mình không có nghĩ quay về nhà nữa, cho nên trong lòng mới trống trải như vậy. Nếu mình nghĩ quay về nhà thì nó không có trống trải. Dạ. Có nghĩa là Vô Minh nói là tùy vào cái căn duyên của mỗi người. Thì có những người thì họ sẽ có căn duyên là có thể tu tập được ở tại gia. Yeah. Đó là cái điều tốt. Yeah. Còn người mà không có đủ căn duyên thì bắt buộc là mình phải đi tìm cái con đường để mà mình phù hợp với mình. Dạ đúng rồi. Thì đây là cái con đường mà Vô Minh thấy là phù hợp với bản thân mình. Dạ đúng rồi. Phù hợp nhất. Chứ không còn con đường nào hết. Tại vì những con đường kia đã thử qua hết rồi, đã thực hành qua hết rồi, đều không mang lại cho mình sự tu tập để mình giữ giới được. Vậy thì bây giờ Vô Minh có cái tâm nguyện gì không? Dạ con thì con có nhiều tâm nguyện lắm. Trước mắt thì tâm nguyện lớn nhất là chỉ cầu mong cho mọi người ai cũng biết Phật pháp để tu tập để đỡ khổ. Tu tập cách nào cũng được, tại gia cũng được, xuất gia cũng được. Cái tâm nguyện thứ hai nữa là làm sao mà mọi người trong gia đình đó họ sống vui vẻ với nhau. Nếu ai mà có quy tam bảo rồi nhớ giữ gìn ngũ giới, chứ đừng có sát sanh, bớt ăn mặn lại. Nhất là ba mẹ cũng mong cho, tại họ sinh mình nè, mình cũng mong cho họ sao mà họ đừng sau khi mất thì đừng có tái sinh cõi xấu ác. Họ không đâu còn sống được bao lâu đâu. Vậy là tạm thời trưa nay là Vô Minh sẽ dừng chân ở cái nghỉ địa này. Dạ. Dạ. Và sau khi mà đỡ tạnh mưa thì mình lại tiếp tục di chuyển. Dạ đúng rồi. Và chắc có lẽ là cũng để cho Vô Minh có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì là đi bộ cũng khá lâu rồi. Thì sáng nay là mình bắt đầu khởi hành là lúc mấy giờ Vô Minh? Dạ lúc khoảng 5 giờ, tại lúc đó cũng chưa tính đi đâu. Có cái vị thí chủ kia đi vào thắp nhang, sợ làm phiền họ thắp nhang ngay ngôi mộ Vô Minh ngồi luôn, cho nên dọn đồ đi. Tối vừa rồi là mình cũng ngủ ở nghỉ địa. Dạ đúng rồi, hầu như là mấy tháng nay chỉ có ở nghỉ địa thôi chứ không ở đâu khác hết, tại mưa mà ở gốc cây cũng không được, mà ở phía trước nhà của họ cũng không được. Vậy thì cái thời gian đầu ở nghỉ địa mình có sợ không? Dạ không, tại vì Vô Minh hồi nhỏ có hay đi làm rẫy gần cái địa đó. Thế sau này hiểu lời Phật dạy rồi nên không có sợ nữa. Có mấy lần ở nghĩa địa với lại ở gần những cái gốc cây á. Hôm bữa cách đây khoảng 10 ngày. Con ở trong sâu ở trong rừng á. Thì đang ngồi có ngọn lửa trong cái cây nó phục ra giống như pháo hoa vậy đó. Con vẫn nhìn nó khoảng cách khoảng 20 mét á, ở phía trước chị. Nếu mà người mà họ yếu vía họ bỏ chạy, họ sẽ nói là ma phun lửa gì tùm lum. Nhưng thật ra không phải. Con vật gì nó chết rồi phốt pho nó trong xương nó gặp cái thời tiết ẩm đó. Lúc đó cũng sắp mưa nữa, nơi có sấm sét nữa. Nên nó tạo ra phản hóa học nó cháy rồi. Nó cháy mạnh lắm, như giống như pháo hoa vậy, nguyên cái lùm cây đó là cháy hết luôn đó. Dạ. Nhưng cái, mà có sợ gì đâu, con có thấy gì đâu. Vậy là cái chất đó khi mình gặp oxy là nó bốc cháy. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà phải trời có sấm sét nữa nó mới cháy. Có nó có nhá lửa điện rồi đó. Đó là hiện tượng mà hồi xưa là dân gian người ta hay dùng từ là ma trơi đó ha. Dạ đúng rồi. Nó là một cái hiện tượng mà sau khi mà một cái con gì đó chết hoặc là một người nào đó mất. Dạ. Thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó phóng ra cái chất đó. Dạ đúng rồi. Khi mình gặp oxy nó cháy. Dạ đúng rồi. Nó là một hiện tượng vật lý. Dạ hiện tượng vật lý. Dạ. Hiện tượng học. Thôi thì nói chung là những cái chuyện mà chúng ta không
chúng ta giải thích được thì chúng ta có thể chứng minh được. Còn những cái câu chuyện mà bây giờ chúng ta không thể nào giải thích được thì thôi thì chúng ta bây giờ không bàn tới nữa, vô mình ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình lo là tu tập tâm tánh, thiện lương, đi ai mà giúp đỡ được ai thì cố gắng giúp. Chứ cũng không nhất thiết rằng là mình phải đi như thế này phải không vô Minh? Dạ đúng rồi. Mình đi khi là có cái người mà nó có căn duyên mới đi. Còn không thì mình vẫn có thể là sống cùng với gia đình rồi mình tu cái tâm của mình nè, rồi làm cho bản thân mình tốt lên, giúp gia đình, giúp xã hội phải không vô Minh? Dạ đúng rồi. Đó thì thôi thì bây giờ cũng có duyên gặp lại vô Minh thì xin chúc vô Minh có được sức khỏe, bình an, đi trên đường thuận lợi, không gặp những cái chướng ngại để cho cái việc mà buông bỏ tu tập của mình nó gặp rắc rối vô Minh ha. Xin chúc sức khỏe nha vô Minh. Con chúc thiện quý thí chủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Như lời cuối cùng con muốn chia sẻ với anh Nhân với mọi người là thì con cũng chỉ là phàm phu bình thường thôi, cho nên những gì nói ra đều là do suy tưởng tác thành hết. Nó không phải là chân thật, cho nên nghe qua thì bỏ, có lỗi lầm gì không đúng thì mọi người bỏ qua. Tại vì Đức Phật có dạy chỉ có lời nói của bậc thánh thì mới đáng tin cậy thôi. Còn lời nói của phàm phu là gần như không thể tin được, tại vì do suy tưởng tác thành mà. Cảm ơn vô Minh ha. Cả nhà thì tình cờ gặp lại vô Minh thì Nhân cũng mong muốn là trò chuyện với vô Minh một xíu như vậy để cả nhà biết được là vô Minh hiện tại như thế nào, bởi vì rằng là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng có hỏi là sao lâu rồi không gặp vô Minh, thì hôm nay đúng là một cái duyên luôn, thì thấy vô Minh như thế này thì mình cũng mừng. Thôi thì nếu như mà cả nhà có gặp vô Minh trên đường thì có thể giúp được cái gì thì giúp. Còn bây giờ Nhân xin phép để vô Minh nghỉ ngơi ở trong cái khu nghỉ địa này. Hẹn gặp lại cả nhà ở cái video sau nha, bye bye cả nhà. Xin chào vô Minh nha.